Các bạn đến với chương trình OK 2014, chúng tôi sẽ làm cái bài và thâu sẵn để các bạn thấy chúng ta minh họa cái bài này ha các bạn. Đây là cái phần liên khúc các bạn, chúng tôi sẽ đánh cái phần liên khúc trước ha. Các bạn sẽ coi cái phần liên khúc trước, đây là cái phần liên khúc các bạn. Đây là phần liên khúc chúng tôi đã làm sẵn rồi ha. Thì chúng tôi sẽ đánh cho các bạn để tham khảo ha. Để cho nên tôi sẽ làm lại các bạn ha. Rồi. Coi như là giả sử như ta là điểm nên các bạn sẽ thấy ha. Đầu tiên là chúng ta đánh nặng quân hàng các bạn. Cảm ơn các bạn. Vậy chúng ta sẽ đi đến cái phần cái bài chiều đá hoa hồng các bạn ha. Thank you.
Và chúng ta sẽ đi đến cái bài kế tiếp là cái bài dừng bước giang hồ luôn các bạn ha. Cái bài dừng bước giang hồ chúng ta sẽ điểm để chúng ta coi cái cách điểm của nó ha. Chúng ta sẽ đánh luôn cái bài dừng bước giang hồ.